Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 528 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Phan Lâm cùng Lý Ái Vân vẫn còn đang say mê ân ái, thì Trịnh Minh Vĩ dẫn theo một nhóm lão sư cùng nhân viên bảo an xông vào hội trường. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thấy sinh viên bình an vô sự, ông ta cũng liền thở vào nhẹ nhõm. Chuyện gì đây? Các người làm ra cái trò chống gì vậy? Tại sao trong hội trường lại bừa bộn ngồn ngang như thế này? Hai người kia, sao còn đứng ở trong đó? Mau đi ra ngoài đi, thu dọn sạch sẽ nơi này cho tôi một lão sư nhìn thấy lý ái vân cùng phan lâm đang đứng trong biển hoa liền tường đó là biển hoa mà phan lâm đặc biệt chuẩn bị để tỏ tình với lý ái vân liền nổi giận đùng đùng quát ông ta đã từng gặp rất nhiều trường hợp sinh viên tỏ tình với nến và hoa mỗi lần như vậy đều khiến hiện trường ngổn ngang sau cuộc tỏ tình lãng mạn thì chẳng ai chịu thu dọn khiến hiện trường trở nên vô cùng phản cảm thấy vậy sắc mặt của trịnh minh vĩ lập tức thay đổi vội vàng kéo vị lão sư kia lại cười nói. Không sao, không sao. Hôm nay dù sao cũng là ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Biển hoa này bố trí cũng rất đẹp, cho nên cứ để đó đi. Thế nhưng mà... Hiệu trường Trịnh, không sao, không có vấn đề gì hết. Trịnh Minh Vĩ vẫn kiên trì, nói, còn âm thầm đưa tay lên, lau mồ hôi lạnh. Phan Lâm liếc mắt nhìn Trịnh Minh Vĩ, cũng không có nói gì thêm. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường của Trường Đại học Cát Thành đúng theo lịch trình mà được diễn ra. Lý Ái Vân cùng Phan Lâm ngồi ngay hàng ghế đầu quan sát. Hôm nay, tâm tình của Lý Ái Vân rõ ràng rất tốt, nhưng hai đầu lông mày vẫn không thể giãn ra. Nhìn cô mang về suy tư thấy rõ, Phan Lâm biết cô ấy vẫn đang lo lắng chuyện của Đinh Dương. Nếu như chuyện này còn chưa giải quyết xong, thì cho dù Phan Lâm có chuẩn bị bất ngờ gì đi chăng nữa, cũng sẽ không khiến cho cô ấy vui nổi. Sau khi suy nghĩ một chút, Phan Lâm liền đứng bật dậy, nắm tay của Lý Ái Vân nói. Ái Vân, em ở đây với Văn Tịnh một lát, anh đi toilet. Phan Lâm, hay hay là để em đi cùng với anh? Lý Ái Vân dò dự nói. Anh đi nhà vệ sinh nam, em đi theo để làm gì? Phan Lâm giờ khóc giờ cười. Cái này, cái này... Vậy thì anh nhớ cẩn thận. Nếu để tên Đinh Dương kia lại có ý định giờ trò điên rồ gì, thì anh phải nhanh chóng trở về đây, chúng ta sẽ đi tìm hiệu trường trịnh nhờ ông ấy giải quyết. Lý Ai Vân thấp giọng nói, kỳ thật trong lòng cô đã hạ quyết tâm, chờ sau khi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường này kết thúc, cô sẽ gặp hiệu trường trịnh để trình bày chuyện này nhờ ông ta giải quyết dứt điểm. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô nhận ra rằng hiệu trường trịnh rất thương yêu sinh viên, cho dù bọn họ có là sinh viên cũ thì sự nhiệt tình đó vẫn không thay đổi được. Được thôi, Phan Lâm mỉm cười, sau đó xoay người bước ra khỏi hội trường. Lúc này, Đinh Dương đang nằm trong phòng y tế để băng bó vết thương. Bác sĩ kiểm tra răng cho Đinh Dương không khỏi cau mày. Thiếu tám răng, cậu nên sớm đến nha khoa để trồng răng mới đi. Nếu không thì việc ăn uống sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó. Khốn nạn! Sau khi tỉnh dậy, điều Đinh Dương nghe thấy đầu tiên lại là chuyện này. Hắn ta lập tức đẩy bác sĩ kia ra, hô to với tên vệ sĩ bên cạnh. Ba tôi và những người khác đã tới chưa? Thiếu gia yên tâm, lão già biết ngài xảy ra chuyện thì đã dẫn người hỏa tốc tới đây, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có mặt. Vệ sĩ lập tức nói, tốt lắm. Đinh Dương nhìn chằm chằm vị bác sĩ trường học bằng ánh mắt nham hiểm lạnh giọng nói. Nghe đây, lát nữa ba tôi đến đây. Cô hãy báo cáo tình hình của tôi nghiêm trọng hơn một chút, hiểu không? Cứ nói xương của tôi gãy hết rồi, còn bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, hiểu chứ? Chuyện này... Anh bạn, làm sao tôi có thể nói như vậy chứ? Nói dối như vậy làm trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Sắc mặt của vị bác sĩ đột nhiên thay đổi. Bảo người nói như vậy thì cứ nói như vậy đi. Làm gì mà phải nói nhảm nhiều lời như vậy? Đình Dương gọi người ném ra một sấp tiền mặt, thiếu kiên nhẫn quát. Vị bác sĩ tức giận nói. Tiểu tử, ngươi đừng có mặc khinh người quá đáng. Dứt lời vị bác sĩ đó liền đứng dậy rời đi. Mẹ kiếp, sao hôm nay gặp phải nhiều chuyện ngớ ngẩn như vậy chưa? Đinh Dương tức giận, không thể kiềm chế được, chỉ có thể chỉ vào một tên vệ sĩ nói: "Đi ra bên ngoài, tìm một người có thể ra làm bác sĩ, chuyên phụ trách y tế trường học đến đây. Nói với người đó, nếu như không muốn chết thì hãy náo theo lời của tôi." "Vâng, thưa thiếu gia." Đinh Chính Nghĩa nghe tin con trai bị đánh thì liền vội vàng chạy tới phòng y tế cùng với rất nhiều người. Ngay khi nhìn thấy Đinh Dương được băng bó khắp người như xác ướp, nằm trên giường bệnh, ông ta dường như chết lặng nhìn đám vệ sĩ bên cạnh đều cúi đầu vẻ mặt đau khổ tự trách đôi mắt bằng lãnh của đinh dương nhìn đinh chính nghĩa đi tới liền vội vàng nhúc nhích cố gắng hưởng dậy nhưng vừa động người một cái thì bác sĩ bên cạnh lập tức lên tiếng nói anh đinh xin anh đừng nhúc nhích hiện tại anh đang bị thương rất nặng nghe thấy vậy đinh dương mới dừng lại bác sĩ con trai của tôi thế nào rồi Đình Chính Nghĩa lập tức tiến lên nhìn vị bác sĩ phụ trách y tế trường học trước mặt lên tiếng hỏi. Đinh Tiên Sinh, con trai của ông hiện tại bị gãy xương, phổi gan tim, não bộ đều bị thương tồn rất nhiều. Có lẽ... Vị bác sĩ ngập ngừng như thể có điều suy nghĩ. Có lẽ sao, thưa bác sĩ? Có lẽ sẽ bị mù một bên mắt và điếc một tay. Đình Chính Nghĩa sững sờ. Bác sĩ, anh không nhầm đấy chứ. Bị thương nặng như vậy mà thiếu gia của tôi vẫn còn sống sao? một người đàn ông trung niên ở phía sau cao mày hỏi câu hỏi này khiến cho toàn trường kinh ngạc bị tổn thương đến tim phổi não bộ mà vẫn còn tỉnh táo để di chuyển sao cái này có gọi là siêu nhân không ừ, cái này cái này hơn nữa bác sĩ sao anh làm y tế học đường mà tóc tai lại nhuộm vàng lên như thế kia trên cổ còn có hình xăm nữa y tế trường học bây giờ quản lý lòng lèo như vậy hay sao người đàn ông trung niên lại tiếp tục lên tiếng hỏi lại vị bác sĩ kia lúc này đã mồ hôi nhễ nhại không biết phải trả lời như thế nào cho phải nữa lúc này người đàn ông trung niên kia như nhận ra điều gì đó liền lật chiếc mũ bác sĩ xuống để lộ ra mái tóc vàng hoe trước mặt của mọi người anh không phải là nhân viên y tế đúng chứ người đàn ông trung niên lạnh giọng hỏi làm gì có nhân viên y tế trường học nào lại nhuộm tóc vàng và xăm hình đại bàng trên cổ đây không phải là vi phạm quy định của các nhà trường hay sao? Vị thiếu gia này yêu cầu tôi... Yêu cầu tôi đóng giả làm bác sĩ trường học. Họ nói rằng chỉ cần tôi giả vợ tốt thì bọn họ sẽ cho tôi 500 tệ. Tôi... tôi không biết gì cả. Tôi... tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tên bác sĩ giả mạo kia nhanh chóng nhận lỗi. Khốn nạn! Thằng danh con! Mày đang làm cái trò quỷ gì vậy? Đinh chính nghĩa giận tím mặt. Hùng hồ tiến lên kéo Đinh Dương đang bị thương nặng từ trên giường lăn xuống đất. Bà, ba, ba đừng tức giận mà, có gì bình tĩnh nói, đừng tức giận mà. đinh Dương chật vật ngã xuống đất, sau đó vội vàng đứng dậy, tháo băng vải trên người xuống, để lộ ra thương thế. Bàn tay đang định tung quyền của Đinh Chính Nghĩa lập tức dừng lại. Ba, con thật sự bị đánh mà, con không có nói dối ba đâu. Kẻ nào đã ra tay? Mặt mày của Đinh Chính Nghĩa tối dầm lại, lạnh giọng hỏi. Là người yêu của một bạn học nữ cùng trường với con, Tên cậu vật kia quá là phách lối, mặc dù con đã nói với hắn rằng ba của con là Đinh Chính Nghĩa, nhưng hắn lại nói Đinh Chính Nghĩa là cậu vật gì, hắn coi thường ba, không thèm để ý đến Đinh Gia của chúng ta đâu. Sau khi hắn đánh gãy của con tám cái răng thì liền xoay người rời đi, vệ sĩ của con cũng bị hắn đánh cho tàn tạ. Đinh Dương há miệng để lộ nứa răng đang chảy máu, vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Không thể nào, không thể nào. Sắc mặt của Đinh Chính Nghĩa tím tái, trong mắt hằn lên tơ máu tức giận chưa từng có ai dám đối xử với đinh gia bọn họ như vậy chưa từng có kẻ nào dám xúc phạm ông ta đến mức đấy chuyện này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua đây đinh lão gia ngài đừng nóng giận tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lúc này người đàn ông trung niên kia lại nói con trai tôi đã đánh ra nông nỗi này rồi còn nói gì nữa ông cho rằng con trai tôi đang nói dối sao đinh chính nghĩa tức giận nói Đương nhiên tôi không nghĩ Đinh Thiếu nói dối, mà tôi nghĩ rằng Đinh Thiếu gia vẫn có chuyện chưa nói rõ ràng mà thôi. Người đàn ông trung niên kia lại trầm giọng nói tiếp. Đinh Chính Nghĩa nghe vậy thì lập tức cao mày, liếc nhìn Đinh Dương khẽ gật đầu. Ý của ngươi là sao đây? Người đàn ông trung niên không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo trầm giọng nói. Đinh Thiếu lần này mang theo mười mấy vệ sĩ đến tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Nhưng tại sao đám vệ sĩ đều bình an vô sự, mà chỉ có một mình Đinh Thiếu Gia bị đánh? Ngay khi những lời này rơi xuống đất, Đình Chính Nghĩa lập tức nhìn về phía đám vệ sĩ xung quanh. Chắc chắn tất cả vệ sĩ đều bình an vô sự, ngoại trừ Đinh Dương. Chuyện này là sao đây? Đinh Chính Nghĩa nhìn chầm chầm đám vệ sĩ, cất giọng hỏi. Lão gia, chúng tôi... tất cả chúng tôi đều bị đau bụng, nên phải vào nhà vệ sinh. Khi chúng tôi quay trở lại thì Thiếu Gia đã... Một vệ sĩ tỏ vẻ ngượng ngùng nói Đau bụng sao? Người đàn ông trung niên cao mày Các ngươi đồng thời gặp phải phiền toái bao tử sao? Tất cả các ngươi đều bị đau bụng cùng một lúc sao? Vâng, đúng vậy ạ Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ? Sắc mặt của Đinh Chính Nghĩa tối sầm lại Ông ta hừ lạnh một tiếng Rõ ràng là các ngươi sợ phiền toái Nhút nhát, không bảo vệ thiếu gia Có đúng không? Một lũ ăn hại, ta nuôi các người tốn cơm tốn gạo nuôi các người có ích gì chứ? các người chuyện này chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn sao? người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc. ba, cái người đánh con đã làm ra điều đó đâu? đình dương lập tức hét lên. tên đó đã làm cái quái gì vậy? chuyện gì đã xảy ra? hắn đã đầu độc thức ăn của tất cả bọn vệ sĩ sao? người đàn ông trung niên ngơ ngác hỏi. không không, chúng tôi còn chưa có kịp ăn cái gì hết. một vệ sĩ nhanh chóng giải thích. Không ăn cái gì thì làm sao mà có thể bị ngộ độc đây?" Người đàn ông trung niên tâm tình không tốt, nhìn Đinh Chính Nghĩa. Đinh Chính Nghĩa chắc chắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. "Còn nữa, Hà quản gia đâu? Không phải là Hà quản gia đi cùng với các người sao?" Nói một cách hợp lý, ông ta là một người chuyên dùng độc, có mặt ông ta ở đây, làm sao có thể có người nào mà dùng độc trước mặt ông ta chứ? Người đàn ông trung niên nhìn quanh nhưng không thấy dấu vết của Hà Quản gia đâu. Liền lập tức hỏi. Đúng vậy, Hà Quản gia đâu? Đình Chính Nghĩa hỏi ngay. Bà, người đừng nhắc tới lão giả đó nữa. Khi con với người đó xảy ra mâu thuẫn, lão tử kia đã không giúp con thì thôi. Lại còn giúp người ngoài cùng nhau bắt nạt con nữa. Lão giả đó chắc chắn là đồng bọn với tên kia. Cho nên con đã tức giận mà đuổi ông ta đi rồi. Đình Dương tức giận nói. Cái gì? Đình chính nghĩa tức giận. Hà quản gia đã đi theo ta nhiều năm như vậy. Không có lý gì vô duyên vô cớ lại phản bội vào lúc này. Ta nghĩ bên trong chắc chắn đã có chuyện gì đó. Trước mắt, hãy đi tìm Hà quản gia, hỏi cho ra nhẽ chuyện này. Sau đó lại tính toán tiếp. Người đàn ông trung niên nói. Chuyện này không thể lề mề chậm chạp được. Nếu như để lọt ra ngoài, thì đinh gia của chúng ta sẽ còn mặt mũi nào mà sống trong giang hồ nữa chưa? Đình Chính Nghĩa không kiên nhẫn, nghiêng đầu mắng. Đình Lão già, tôi nghĩ ngài nên cẩn thận, không khéo lại đá vào thiết bàn đó. Nam tử trung niên vội nói. Thiết bàn sao? <laughs> Đình Chính Nghĩa ta chính là một tấm thiết bàn. Từ trước đến nay, ta không sợ kẻ nào hết. Cho dù hắn có là ông trời, dám động đến con trai ta, thì đều phải trả giá. Đình Chính Nghĩa tức giận, vùng tay lên chửi bới, trực tiếp quát lớn mau dẫn đường đưa ta đi gặp tên tiểu tử đã dám đánh con trai ta rõ bà bà đưa con đến đó ngay lập tức đình dương hai mắt sáng ngời vội vàng dẫn đường ngay sau đó cả nhóm rời khỏi phòng y tế của nhà trường vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên căng thẳng ông ta do dự nhưng không dám làm theo mà chỉ biết lấy điện thoại di động ra gọi cho hà quản gia điện thoại gieo rất lâu trước khi được kết nối ai vậy một giọng nói nhàn nhạt, nhạt, của Hà Quản gia vang lên trong điện thoại. Hà Quản gia, có chuyện gì vậy? Người đánh thiếu gia là ai? Người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Hà Quản gia nghe vậy thì hô hấp run lên vài cái, lo lắng hỏi. Người, các người đã đến Cát Thành rồi sao? Vệ sĩ của thiếu gia gọi điện thoại báo cho đình lão gia, thông báo thiếu gia bị đánh sắp chết rồi. Lão gia tức giận, nộ khí trùng trùng, lập tức mang người đến Cát Thành. Vậy lão gia đâu? Bọn họ đang đi tìm tên tiểu tử đã đánh thiếu gia thừa sống thiếu chết để tính toán sổ sách. Người đàn ông trung niên ngập ngừng nói, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xong rồi, xong rồi, mau gọi lão gia quay trở lại đi, nếu không tất cả sẽ kết thúc. Hà quản gia thét lên chói tay, gần như là muốn rách cả cổ họng. Hà quản gia, có chuyện gì vậy? Mọi chuyện đầu đuôi là như thế nào? Lại lịch của kẻ đó ra sao? Người đàn ông trung niên lo lắng hỏi Người đó Người đó chính là lâm thần y của Giang Thành đó Hà quản gia kêu lên Gần như muốn ngã khuyệu Tay gì Bộ não của người đàn ông trung niên trở nên trống rỗng Lâm thần y của Giang Thành Là lâm thần y trong truyền thuyết sao Lâm thần y nắm giữ tập đoàn Dương Quang Người đã hủy diệt thánh vực Và san bằng thiên ma đạo sao Là lâm thần y đó sao Người Người chắc chắn người chắc chắn đó chính là lâm thần y chứ giọng của người đàn ông trung niên run rẩy chắc chắn tôi chắc chắn sẽ không bao giờ sai được Hạ quản gia sống lên người đàn ông trung niên không dám trần trừ thêm nữa lao ra khỏi phòng y tế của trường học như một kẻ điên đình chính nghĩa và con trai đinh dương rời khỏi phòng y tế của nhà trường ngay lập tức tiến về phía hội trường Hộ lão sư nhận được tin Đình Chính Nghĩa sắp tới Đại học Cát Thành liền liên hệ với Triệu Phương đến thuyết phục. Triệu lão sư, người phải thuyết phục Đinh Dương. Cha của Đinh Dương, Đình Chính Nghĩa là chủ tịch tập đoàn Dương Hà, là một tập đoàn trải dài mấy tỉnh lớn. Nếu như Đình Chính Nghĩa tức giận, thì không chỉ lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường của chúng ta bị hủy bỏ, mà sợ rằng sẽ xảy ra án mạng mất. Hộ lão sư vội vàng đi tới, lo lắng nói. Nhất định tôi sẽ thuyết phục, nhưng chỉ sợ thuyết phục không được thôi. Hồ lão sư, hay là ông nhờ đến hiệu trưởng trịnh đi. Ông ta tai to mặt lớn, có lẽ chủ tịch Đinh sẽ cho ông ta mấy phần mặt mũi. Mà không gây sự ở nơi này. Triệu lão sư mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Khi tôi nhận được thông báo từ bảo vệ thì tôi cũng đã gọi điện cho hiệu trưởng trịnh và hiệu trưởng trịnh cũng đã xuống đó để tiếp đón ngày ấy rồi. Hiện tại Chúng tôi qua đó trước để ổn định tình hình, ngài cũng mau thu xếp mà qua đó đi. Tôi e rằng chúng ta đều không thể đứng yên." Triệu lão sư bất lực nói, hai người bước vội vàng vẻ mặt đầy e ngại. Tuy nhiên, khi bọn họ còn chưa bước được vài bước thì đã nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc xuất hiện trước mặt của bọn họ. Anh là chồng của Ái Vân sao?" Triệu Phương tiến lên phía trước vài bước hỏi Phan Lâm. Phan Lâm hơi dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Phương, bất ngờ nói: à thì ra là triệu lão sư lâm tiên sinh tại sao ngài lại ở đây không phải là ngài nên ở trong hội trường sao ờ à, tôi có chút việc cần phải giải quyết phan lâm bình tĩnh nói cái gì tốt rồi tốt rồi lâm tiên sinh ngài phải đưa ái vân rời khỏi trường học ngay nếu không sẽ có phiền phức xảy ra đó hồ lão sư vội vàng nói phiền phức sao phan lâm cười nhẹ sư phụ đình dương có phải lại gây phiền phức gì cho tôi rồi không Nói thật là tôi đang đi tìm Đinh Dương để giải quyết chuyện này. Tiểu tử, sao cậu lại không nghe lời tôi chứ? Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi. Gia đình của Đinh Dương không hề tầm thường. Bây giờ anh định làm cái gì? Mau về đi, mau trở về đi. Đừng để chuyện này lộn xộn lên nữa. Triều Phương có chút tức giận nói. Điều bà ta ghét nhất là học sinh cố tình kiêu ngạo. Phan Lâm tuy không phải là học sinh của bà ta nhưng cũng gần bằng tuổi. Bà ta thường khiển trách học sinh như thế lâm tiên sinh tôi nói thật cho cậu biết đinh dương đã gọi điện cho cha của cậu ta cha của cậu ta là chủ tịch tập đoàn dương hà đinh chủ tịch này tôi nghe một vị sư phụ trước đây từng nói rằng người đàn ông này không hề có trái tim đâu hắn ta lãnh khóc vô cùng ngày hôm nay ngài cùng với đinh dương xảy ra chuyện xô sát, hắn ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngài đâu lâm tiên sinh chúng tôi yêu cầu ngài rời đi kỳ thực là chỉ muốn bảo vệ cho ngài thôi Hồ Lão Sư lắc đầu. Phan Lâm ngây ngốc cười khổ. Hồ Lão Sư, Triệu Lão Sư, cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng tôi có điều hành một công ty, hắn là chủ tịch, tôi cũng là một chủ tịch. Tôi nghĩ thực lực của tôi không hề kém hắn ta đâu, cho nên các ngài đừng quá lo lắng. Anh cũng điều hành một công ty sao? Triệu Phương cao mày nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới. Lâm tiên sinh à, cậu nhìn còn trẻ hơn con của tôi nữa, mới có ngoài 20 tuổi, Công ty của cậu có thể lớn đến như thế nào chứ? Có thể so sánh với loại xí nghiệp liên tình của Đinh Gia sao? Triệu lão sư đừng nói như vậy. Lâm tiên sinh có thể có sự nghiệp của chính mình. Tuổi còn trẻ có triển vọng nên khích lệ. Hồ lão sư không khỏi nói. Bây giờ là lúc nên khích lệ sao? Tập đoàn Dương Hà quyền thế ngập trời. Bây giờ bọn chúng đánh hắn tàn phế. Sau đó thì bồi thường. Nếu như hắn thật sự có chuyện bất chắc thì tôi có thể bàn giao với ái vân thế nào đây triệu lão sư có chút tức giận phan lâm nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười chứ không nói được gì thêm nhưng mà đúng lúc này một đám người vội vàng hướng về phía bên này đi tới hồ lão sư nhìn thấy vậy sắc mặt đại biến khẩn trương nói triệu lão sư mau đưa hắn đi đi sau khi nói xong ông ta liền đứng ra chào hỏi những người vừa đến với một nụ cười trên môi đinh tiên sinh Tại sao ông lại ở đây? Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Chúng tôi cũng muốn mời một doanh nhân thành đạt như ông đến đây để đọc diễn văn. Thật là tuyệt vời khi ông đã có mặt ở đây. Đình Chính Nghĩa thấy vậy, sắc mặt lạnh đi. Ông ta trầm giọng nói. Các người vẫn còn tâm trí để tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường sao? Hả? Con trai tôi bị đánh thành ra như thế này ở trường học của các người. Vậy mà các người vẫn muốn tổ chức lễ kỷ niệm nữa hay sao? cái này hồ lão sư trần trừ nói ba ba nhìn xem tên họ phan kia đình dương đúng lúc này thần sắc chú ý tới triệu lão sư cùng với phan lâm phía sau lập tức kêu lên thế nào đình chính nghĩa ánh mắt lạnh lùng xua tay đuổi theo mang hắn lại đây cho ta đình tiên sinh đừng hấp tấp chuyện này có rất nhiều hiểu lầm sao chúng ta không tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện từ từ chúng ta từ từ nói chuyện trước đã Hồ lão sư vội vàng ngăn cản mọi người lại, nở nụ cười thuyết phục. Cút ra khỏi đây! Đình chính nghĩa đầy hồ lão sư ra, hùng hằng bao vây Phan Lâm. Chết tiệt! Tiểu tử kia! Để xem lần này ngươi chạy đi đâu! Đình Dương nhảy ra, vẫn nộ hét lên. Các người bình tĩnh, ta từ đầu tới cuối đều không có chạy trốn. Với lại, ta cũng đang đi tìm các người đây. Phan Lâm nhẹ giọng nói, thản nhiên liếc nhìn Đinh Chính Nghĩa nhưng cũng không để ý lắm. Đình chính nghĩa trong mắt của hai vị lão sư hồ triệu Có lẽ là một người có quyền tài vô song Nhưng đối với văn lâm mà nói Thì cũng không đáng để nhắc tới Tìm ta để tính sổ sao <laughs> Bà ta đã đến đây rồi Ngươi vẫn còn muốn đụng đến ta sao Ngươi cho rằng bản thân mình là cái thứ gì chứ Đình Dương lạnh giọng nói Cha của ngươi là ai Ngươi... Đình Dương thở sốc <laughs> Thật nực cười Tiểu tử... Cậu điên hơn tôi tưởng đó. Đình chính nghĩa lạnh giọng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, trực tiếp xua tay. Dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Vâng, thưa ông chủ. Cả đám côn đồ lao tới tấn công Phan Lâm. Hồ lão sư sừng sốt. Nhanh, đi mời hiệu trưởng. Nhanh, đi mời hiệu trưởng tới đây. Hồ lão sư vội vàng, quay sang triệu lão sư khẩn trương kêu lên. Triệu lão sư hoảng sợ, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng bà ta chưa chạy được mấy bước thì đã bị đám côn đồ chặn lại lão sư mong ngài hãy an phận ở lại nơi này chờ mọi chuyện được giải quyết xong xuôi đòi lại công bằng cho con trai tôi tôi sẽ đích thân đến gặp hiệu trưởng trịnh Đình chính nghĩa lạnh giọng nói nếu như người dám làm càn tôi tôi sẽ báo cáo với cảnh sát triệu lão sư hoảng sợ <laughs> các người có thể đi báo báo tuần tra đến rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tùy ý bồi thường đinh chính nghĩa lạnh giọng nói triệu lão sư cũng không còn cách nào khác Đối diện với loại thổ hào này, đa thương một người không đáng kể chút nào. Người khác có tiền bồi thường là có tiền đi mời luật sư tốt nhất. Trước mặt đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó thì lôi hắn ra tra hỏi. Đình Chính Nghĩa về mặt vô cảm nói. Đám côn đồ nghe vậy thì lập tức xông lên phía trước muốn tấn công Phan Lâm, nhưng chỉ một cái lắc người, Phan Lâm đã tung quyền để phản kháng. Một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên chỉ thấy đám côn đồ đang xông lên tấn công Phan Lâm, lúc này lại nằm dạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Hai cha con đình chính nghĩa dường như chết lặng, hồ lão sư và triệu lão sư ở đây cũng sững sờ há hốc miệng. Tiểu tử này biết võ công sao? Đình chính nghĩa nghiêng đầu nhìn Đinh Dương về mặt già nua ảm đạm. Ba, con, con cũng không biết. Đình Dương về mặt đau khổ, Lúc trước hắn bị đánh hoàn toàn đơn phương không trở tay Làm sao biết được Phan Lâm có thể thi triển võ công hay không Phế vật Đình chính nghĩa đánh mạnh vào đầu của hắn ta Sau đó quay người quát với đám người phía sau Quách Hưng hài đâu Lão già Quách đại nhân hình như không có đi theo chúng ta Người đàn ông phía sau thận trọng nói Cái gì Thời điểm then chốt này Vậy mà tất cả các người đều như xe bị tuột xích sao Ta tiêu nhiều tiền như vậy để nuôi những người không phận sự này làm cái gì chứ? Một đám ăn hại. Đình Chính Nghĩa tức giận, lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Quách Hưng Hải. Tuy nhiên lúc này, người đàn ông trung niên đã vội vàng chạy tới. Quách Hưng Hải, người đi đâu vậy? Đình Chính Nghĩa mắng người đàn ông trung niên. Chẳng lẽ người cũng muốn chạy trốn sao? Đình ra, tôi, tôi không muốn chạy. Quách Hưng Hải thở hồn hển định nói gì đó thì nhìn thấy đám côn đồ khắp mặt đất và Phan Lâm đứng ở giữa, sắc mặt của người đàn ông trung niên đại biến. Quách đại nhân đã tới chưa? Đình già nhìn thấy Quách Hưng Hải vui mừng khôn xiết vỗ tay. Tên họ Phan kia, ngươi xong đời rồi. Quách đại sư ra tay, ngươi chỉ có đường chết thôi. Quách đại sư sao? <laughs> Phan Lâm liếc mắt nhìn Quách Hưng Hải nhẹ giọng hỏi. Hắn rất lợi hại sao? <laughs> Ếch ngồi đáy giếng, người có biết sư đoàn Quách Đại là ai không? Ông ấy trước đây là huấn luyện viên của đội đặc nhiệm Long Quốc, nhưng ông ấy đã nghỉ hưu vì tuổi cao và hiện giờ đang ở bên cạnh ba tôi, chịu trách nhiệm về an ninh của tập đoàn Dương Hà của chúng tôi. Thực lực của Quách Đại Nhân, người căn bản là không thể tưởng tượng nổi đâu. Cho dù tán đà quán quân ở trước mặt hắn thì cũng không thể tiếp nổi mấy chiêu, ngươi hiểu chưa? Đình Dương cười lạnh liên tục. <laughs> thì ra là như vậy, phan lâm lãnh đạm lên tiếng đây là một kẻ khó chơi biết chút võ công ngươi tranh thủ thời gian ra tay Thầy ta giải quyết hắn đi đinh chính nghĩa chịu đựng lừa giận quét mắt nhìn phan lâm nghiêng đầu nói nhưng mà quách hưng hải trầm mặc một lát sau đó lập tức lắc đầu đinh lão gia ngài cùng với đinh thiếu hãy nhận tội với người này đi nếu như vậy thì đinh gia còn có một con đường sống người nói cái gì Đình Chính Nghĩa dừng sốt một chút, nhất thời nghĩ không ra, tưởng rằng mình đã nghe lầm nữa. Đình Dương cũng bối rối nhìn ông ta, nhưng chỉ thấy Quách Hưng Hải khàn khàn nói. Đình Lão già, người này, ngài không có khả năng trêu chọc vào được đâu. Đình Chính Nghĩa nghe vậy liền sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Quách Hưng Hải, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nói đùa, trong lòng có chút đập thỉnh thịch, cảm giác không tốt. Người đàn ông này là ai vậy đinh chính nghĩa trầm giọng nói lâm tiên sinh ngài không sao chứ đột nhiên một tiếng hét chuyển đến sau đó trịnh minh vĩ cùng với một nhóm quan chức cấp cao và nhân viên an ninh đang chạy về phía này ông ta trực tiếp mặc kệ đám côn đồ nằm trên mặt đất thậm chí không thèm nhìn đinh chính nghĩa đang đứng ở bên cạnh phải biết rằng từ xưa đến nay đinh chính nghĩa đã tặng cho đại học cát thành bao nhiêu tòa nhà mỗi lần đến đây Trịnh Minh Vĩ đều tiếp đón rất trọng thị, nhưng lần này Trịnh Minh Vĩ lại có thể gạt ông ta sang một bên. Đinh Chính Nghĩa từng tức giận không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại thì lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Trịnh Minh Vĩ biết rõ thân phận của hắn ta, đối với người thanh niên này lại cung kính như vậy, e rằng chỉ có một nguyên nhân thôi, đó chính là thực lực của tiểu tử này còn mạnh hơn ông ta. Bách Hưng Hải lúc này mới khàn khàn nói. Đình lão già, tôi vừa gọi điện thoại cho Hà Quản gia để xác nhận. Người này ở Giang Thành. Giang Thành sao? Thì sao chứ? Giang Thành ngoài một tập đoàn Dương Quang, còn có nhóm nào có thể cạnh tranh với Dương Hà của ta chứ? Khoản đã. Đình Chính Nghĩa mở miệng, nhìn Phan Lâm tròn to hai mắt. Người... Người sẽ không nói cho ta biết. Người này... Người này là Lâm Thần Y của Giang Thành đấy chứ? Quách Hưng Hải khó khăn gật đầu. Không thể nào, Lâm Thần Y không phải là người này. Nhất định là lừa đảo, nhất định là đang lừa đảo. Đinh Dương bên cạnh gần như ngã khuyệu. Nếu như chọc giận người này, thì một Đinh Gia có tính là gì chứ? Lâm Thần Y đã tiêu diệt những thế lực to lớn hơn Đinh Gia rất nhiều lần. Kể từ đó, hắn cả một đời này cũng đừng nghĩ sẽ có thể báo thù được. Lâm thần y, y thuật cái thế, một chút thuật dịch dung nho nhỏ này tính là cái gì chứ? Quách Hưng Hải hử lạnh, Đình Dương ngốc tại chỗ. Đình Chính Nghĩa lập tức biến sắc, hắn làm sao cũng không thể đoán được rằng tiểu tử kia lại có thân phận như vậy. Hiệu trường trịnh, an ninh của trường ông vẫn được cải thiện chứ? Phan Lâm nhẹ nói, đúng đúng đúng, Lâm Tiên Sinh nói rất phải. Trịnh Minh Vĩ lại gật đầu lia lịa Đình Dương thở gấp, ra đầu ngứa san. Đình Chính Nghĩa trái tim đập loạn nhịp. Ngay cả Trịnh Minh Vĩ cũng làm ra động tác như vậy. Nếu như còn nghi ngờ nữa thì chính là đang tự lừa mình dối người. Phan Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi cho Hàn Long. Tổng giám đốc Lâm, giọng nói kính cần của Hàn Long qua điện thoại. Công ty chúng ta có hợp tác với tập đoàn Dương Hà không? Có, nhưng không nhiều. Chủ yếu là Dương Hà Group chủ động muốn hợp tác với chúng ta dương hà group chủ tịch đinh chính nghĩa muốn mở rộng thị trường ở giang thành cố ý kêu gọi chúng ta tôi đánh giá sản phẩm của bọn họ tốt cho chúng ta không có ảnh hưởng gì nên chúng ta đồng ý hàn long nói đã vậy thì hãy lập tức dừng mọi hợp tác với tập đoàn dương hà phan lâm nhẹ nói rõ hàn long gật đầu không hỏi gì thêm thu xếp ngay tổng giám đốc lâm hiểu lầm chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi Đình Chính Nghĩa dùng mình một cái, vội vàng đi về phía trước, nở nụ cười trên môi. <cười> hiểu lầm sao? Phan Lâm liếc hắn một cái. Đúng đúng đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Con trai à, hãy mau lại đây, xin lỗi Tổng Giám Đốc Lâm đi. Đình Chính Nghĩa không cười, lập tức quát Đinh Dương. Ba, tại sao chứ? Là hắn ta đánh con, là chính hắn ta đã đánh gãy răng con. Bây giờ, bây giờ ba lại muốn con xin lỗi hắn ta sao? Ba đang nghĩ cái gì vậy? Đình Dương định thần lại tức giận nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa bao giờ bị bắt nạt đến như thế này. Mày đang nói cái quái gì vậy? Đình Chính Nghĩa đá hắn ta một cái thật mạnh. Một tiếng rầm vang lên, Đình Dương vội vàng đi tới trước mặt Phan Lâm, miễn cưỡng mà hét lên. Xin lỗi, Lâm thần y. Nhưng mà Phan Lâm cũng không thèm nhìn Đinh Dương, xua tay nói. Trở về đi. Trở về sao? Đình Chính Nghĩa dừng sốt một chút, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Tổng giám đốc Lâm quả nhiên là đại nhân không chấp tiểu nhân. Lần này là do đinh ra chúng tôi sai. Đình Mỗ nhất định sẽ tới cửa tạ tội với Tổng giám đốc Lâm. Nói rồi ông ta lập tức kéo đinh dương rời đi. Nhưng mà Phan Lâm lại nhẹ giọng nói. Ngài không cần phải tới cửa xin lỗi. Bởi vì cho dù có như thế nào thì tôi cũng không chấp nhận lời xin lỗi của các người đâu. Ngay khi những lời này rơi xuống, Đình Chính Nghĩa đang chuẩn bị rời đi, liền run lên bần bật đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, ý của ngài là... Ta nói ông rời đi, chứ không phải là để cho ông đi, mà là yêu cầu ông trở về chuẩn bị tốt đi. Từ hôm nay trở đi, Dương Hà chính là kẻ thù của tôi. Phan Lâm đút tay vào túi quần, tìm ra một bao thuốc. Tổng giám đốc Lâm, đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy, chỉ vì một chuyện còn con như thế mà xảy ra giao tranh giữa hai tập đoàn sao? Ngài có biết nếu như hai tập đoàn xảy ra giao tranh thì sẽ là chuyện gì xảy ra không? Tôi thừa nhận Dương Hà của chúng tôi không bằng tập đoàn Dương Quang của các ngài. Nhưng chúng tôi dốc toàn lực để khiêu chiến thì chắc chắn cũng sẽ thương gần động cốt của tập đoàn Dương Quang. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, nếu bỏ qua được thì bỏ qua. Làm gì phải để tổn thất tiền tài lớn như vậy? Đình Chính Nghĩa nhéo mắt trịnh trọng nói. Hắn đã nhún nhường rồi, tỏ ra thấp thỏm lo âu, cho Phan Lâm đủ mặt mũi rồi, nhưng nhìn Phan Lâm tư thế vẫn không có ý định buông tha cho hắn. Làm sao có thể tiếp tục khuyên bảo nữa? <laughs> chuyện nhỏ sao? Phan Lâm chế nhạo. Người có biết con trai người đã làm ra chuyện gì không? Đình chính nghĩa cao mày liếc mắt nhìn con trai. Đình Dương là người có đức tính gì? Làm sao hắn ta là cha lại không biết chứ? Nhưng lúc này ông ta vẫn phải hỏi cho già nhẽ. Người đã làm cái gì? Nói thật cho ta biết. Mau lên! Đình Chính Nghĩa trầm giọng hỏi. Ba, con, con không làm cái gì cả. Con, con chỉ là, chỉ là hỏi vợ của anh ta muốn cưới con thôi. Đình Dương ngập ngừng nói. Lời nói vừa rơi xuống đất. Đình Chính Nghĩa sắc mặt rán nuôi bỗng tái nhợt. Đình lão ra, người cho rằng đây là chuyện nhỏ sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, vô cảm nói. Đình Chính Nghĩa im lặng một chút, sau đó liếc mắt nhìn Phan Lâm nói. Vậy thì Tổng Giám Đốc Lâm, ngài nói ngài nói chuyện này con trai của người vô pháp vô thiên như vậy chẳng qua là ỷ vào có người cha tốt ỷ vào nhà có nhiều tiền cho nên ta muốn chỉ tật xấu này của hắn ta cho ngươi một cơ hội ta muốn ngươi lập tức quyên góp tất cả tài sản của đinh gia nếu như ngươi có thể làm được điều này thì đinh gia của các người có thể bình an vô sự phan lâm bình tĩnh nói không đời nào Dương Hà là tâm huyết của ta mấy chục năm qua. Nếu như ta không có Dương Hà thì cái gì đều không có. Lâm Thần Y, người muốn giết ta sao? Đình Chính Nghĩa giữ tợn mà giống lên. Từ chối ngay tại chỗ. Ta cho ngươi một ngày thời gian để suy xét. Nếu như trong một ngày ngươi làm không được thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Phan Lâm phất tay trực tiếp rời đi. Ta không cần một ngày thời gian để suy xét. Hiện tại ta có thể trả lời ngươi không có khả năng là không thể nào lâm thần y ta không sợ tập đoàn dương quang của các người có gan thì cứ đến đi đình chính nghĩa hét lên dục vọng bùng nổ nhưng phan lâm đã rời đi mà không quay đầu nhìn lại khốn kiếp đình chính nghĩa đỏ bừng mặt nắm tay siết chặt ba nhà chúng ta không sợ hắn tập đoàn dương quang nếu muốn làm cái gì thì cứ việc tới đi chúng ta không sợ lớn chuyện đình dương nói nhanh Đúng vậy, nếu như chiến tranh thương mại thì các người cứ tới đi xem ai tàn ác hơn. Đình chính nghĩa khẽ nói ánh mắt nóng rực. Nhưng người bên cạnh, Quách Hưng Hải lại niệm một câu. Đình lão gia Lâm Thần Y chỉ sợ sẽ không chỉ dừng lại ở chiến tranh thương mại đâu. Tôi đề nghị ngài vẫn làm theo lời của hắn ta nói đi. Tại sao chứ? Đình Chính Nghĩa quay đầu nhíu mày nói. Quách Hưng Hải lắc đầu. Đình Lão Già, cái mà ông nhìn thấy chỉ là thân phận Lâm Thần Y của Giang Thành thôi, là một tổng giám đốc của tập đoàn Dương Quang. Nhưng trên thực tế, anh ta không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Dương Quang, không chỉ là người nắm quyền lực của Giang Thành mà anh ta còn có một thân phận khác đáng sợ hơn. Ngài đắc tội không nổi đâu. Thân phận gì? Đình chính nghĩa sững sờ. Anh ta là long Soái của Trung Quốc. Quách Hưng Hải khàn giọng nói. Với tư cách là cựu huấn luyện viên lực lượng đặc biệt của Trung Quốc, Quách Hưng Hải rõ ràng hơn ai hết là người hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nghe vậy, Đinh Chính Nghĩa tái mặt. Đúng lúc này, chuông điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên, là điện thoại từ công ty gọi tới. Có chuyện gì vậy? Đinh Chính Nghĩa thấy tình hình không ổn thận trọng hỏi. "Tổng, tổng giám đốc, vừa nhận được tin từ Dương Quang, đột nhiên không muốn hợp tác với chúng ta nữa." Không hợp tác thì không hợp tác lập tức từ bỏ thị trường Dương Quang đi. Đình Chính Nghĩa trầm giọng nói. Tổng Giám Đốc, ngoài chuyện này ra thì Cục Cứu Hòa, Giám Thị bên thị trường đồng thời gọi điện thoại đến công ty của chúng ta nói rằng sẽ đến đây để kiểm tra. Phó Giám Đốc cũng nhận được một cuộc điện thoại và bị cưỡng chế triệu tập đến đồn cảnh sát để điều tra. Tổng Giám Đốc, có lẽ lần này công ty của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, có rắc rối, ngài mau trở về đi. Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác lọt vào trong tay của Đinh Chính Nghĩa. Trong tay Đinh Chính Nghĩa lúc này, những điều báo cáo thực sự nguy hiểm và là một uy hiếp lớn đối với ông ta. Như bị xét đánh ngang tay, Đinh Chính Nghĩa chết lặng, tìm như ngừng đập. Đây chính là hiệu suất làm việc của Long Soái sao? Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Dương bên cạnh ngây người hỏi. Đinh Chính Nghĩa sững sờ hồi lâu mới run giọng nói. Dương Nhi, có lẽ tài sản của gia tộc chúng ta lần này phải giao ra rồi. Cái gì? Gửi đi. Đinh Chính Nghĩa hét lên. Gửi hội chữ thập đỏ. Quyên góp tất cả. Quyên góp tất cả tài sản của Đinh gia. Lần này không phải Đinh Chính Nghĩa hào phóng mà là Đinh Chính Nghĩa hiểu rõ. Một khi tập đoàn Dương Hà bị điều tra thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Lúc đó không phải chỉ có công ty giữ được hay không mà là ông ta có giữ được mạng hay không. Đinh Chính Nghĩa tức giận, đánh thật mạnh vào đầu của Đinh Dương, sau đó vội vàng trở về công ty, chuẩn bị việc quyên góp. Bây giờ chỉ có thể làm tráng sĩ chặt tay thôi. Lấy đại cục làm trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 528 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.